Mai xin chào bạn. Đây là bầy Yagyu mới mang từ Campuchia về nghe. Cái bé này được ấp ở hoàn toàn bên Cam. Do cặp nhà mình tự nuôi đẻ được nghe. Chiếu là màu red line. Có bé lên red đậm, còn có bé thì lợt lợt. Nhưng đều có gen red trong này hết. Đây, các bạn để thấy. Màu rất tươi nha. Khi mà mình nuôi mấy bé Yagyu con lai này thì rất là thú vị. Bởi đến lớn thì mẫu thử ra tá lạ. Sẽ lăn loan vằn này nọ. Đấy. Lưng con nào cũng có sọc hết. Các bạn thấy rõ mắt, mắt chú ý mắt nó nha. Mắt nó là trong mắt đỏ. Đó. Có bé xanh nhiều, có bé đỏ nhiều. Các bạn thích màu nào thì cứ ghé shop mà lựa nha. Đây. Ok. Bạn nhớ theo dõi kênh YouTube của bé shop luôn. Rất nhiều clip về pet. Đấy, rất là sung. Yếm to luôn nha. Ta đơn cử thì bắt một cái bé lên. Cái này chẳng hạn. Phải màu chí nắng nha. Đấy. Cực kỳ đỏ. Có một hai đốm blue trên người luôn. Hàng nhà đẻ được lên giá mềm nha các bạn. Mềm chứ không phải là bán rẻ hay bán phá giá nha. Các bạn lưu ý điều đó. Giá hợp lý. Còn nhỏ thì chưa xem được được cái đâu. Mà ấp bên Cam nó nóng nên hy vọng là tỷ lệ được cao nha. Tiếp tục và tiếp. Mà bé này xuống nha, bỏ vô là ăn liền. Đấy, một con đầy nhà khí thế luôn. Dành nhau ăn đi chứ. Các bạn thích màu nào thì cứ liên hệ đặt hàng với shop nha. Ok. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau. Nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Westshop luôn nha. Bye bye.